Rồi, thì Phương và Dốc hello mọi người. Nay tiếp tục lại câu chuyện là hôm trước á, là như Phương đã nói ha, thì Phương đã đấu cho mọi người là ba, cái này là hai cụm nha mọi người, hai cụm nha, hai cụm riêng. Đó hai cụm nè, một hai ba, ba cái này thì Phương để ba này lớn khác nè, một hai ba, ba cái cụm này là của công tắc này, ba cái cụm này là của công tắc này, thì nó biểu thị cho là bên này á là đấu nối tiếp nè, bên này là đấu song song ha. Thì hôm trước á, là Phương cũng có nói cho mọi người là cái trận đấu nối tiếp đấu song song rồi, thì Phương cũng để tránh mất thời gian của mọi người để xem clip. Thì hôm nay cũng giống như ở cuối cái clip trước á, Phương có nói là Phương sẽ làm một cái clip để cho mọi người thấy cái công dụng tại mình đấu cái nào phù hợp với cái nhu cầu ở nhà mình làm ha. Thì có nghĩa là chúng ta cứ một đèn nó có hai sợi thì chúng ta đấu vô một nóng và một nguội. Đây giống như giả dụ đây, một hai sợi này đúng không, một sợi nè chúng ta đấu vô nóng nè, một sợi nè chúng ta đấu vô nguội nè. Nó khác so với bên đây, chúng ta bên đây là từ đây ra cái rồi chúng ta đấu vô đây, từ đây ra chúng ta đấu chung với một cái dây của cái đèn này, một cái dây còn lại của đèn này chúng ta đấu chung với một dây của đèn này, và một dây cuối cùng nữa thì chúng ta đấu đi về nguồn đó ha. Thì nó khác nhau rồi hoàn toàn, mọi người thấy sao ạ? Đúng không ạ? Thì chắc là Phương vẽ lại dây nhanh nhanh cho mọi người dễ hình dung nha. Đấu nối tiếp nè, nè công tắc bắt đầu qua đèn đó, đây đó ha, này công tắc, cái này đèn nè, đèn 1, đèn 2, đèn 3 là cái cụm này nha mọi người nè, 1, 2, 3. Rồi qua bên này, cái này là đấu song song nè. Đấu song song thì sao ạ? Thì đây có ba cái đèn đúng không, đây là nguồn và đây là công tắc, thì xuống đây, xuống đây, xuống đây, đây lên, lên đó, đây đó, đây là công tắc. Cái này là đấu song song đó đúng không? Rồi thì như vậy rồi, mọi người dễ hình dung rồi ha. Thì đó, thì giờ thì Phương nói, tại giờ là Phương nói về cái loại của nó nè, cái loại trước ha. Giờ Phương nói cái loại cho mọi người coi nè nha, các bạn thấy không, từ đây ra có phải là dây của đèn này với dây đèn này chúng ta nối với nhau, thì hai sợi dây này về mặt lý thuyết đúng không, nó gần với nhau hơn so với cái sợi dây này chúng ta phải đi lôi về tới một cái công tắc đúng không, chúng ta phải lôi về một cái điểm nào đó chúng ta nối, thì đến đấy nó lợi hơn rồi đúng không. Đó nè, đây
đấu 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 vào đây, vậy đấu dây ở đây rồi chúng ta không thấy nó không có lợi hơn rồi nè, cái dây nó cũng dài hơn nó về nè, đó. Thì đây, bây giờ Phương bật điện lên trước ha. Đó, Phương bật điện điện lên thì Phương bật điện trước thì có nghĩa là hiện tại nè, đây có nguồn rồi nè. Nè, Phương chích vô nè, có nguồn nè, đỏ nè các bạn, nè ở trên này cho nó dễ nè. Nè đó đỏ nè, không nè, đó đúng không? Và dưới này cũng vậy nè, đó đỏ nè, không nè, đó đúng không? Thì giờ qua tới đây vẫn chưa có gì hết, Phương bật bên cái nối tiếp trước cho mọi người coi, đây, à, để nối tiếp nè, đúng không? Đây nắm tay nguội nè, đó, các bạn thấy không? Phương cũng bật bên này cho mọi người coi luôn. Đây là nối song song. Đây nguội. Đây nóng. Do nó đèn nó hơi nhiều nên là chúng ta khó thấy. Ha. Đó, cứ bên này là nóng, bên này nguội rồi đó. Rồi xong, ok. Thì giờ Phương giả dụ đi, Phương tháo một cái đèn bất kỳ ở trong này ra của bên này. Bên nối tiếp Phương tháo một cái, bên song song Phương nối một tháo một cái. Bây giờ mọi người nghĩ như thế nào? Mọi người thấy nó giống nhau đúng không? Nhưng theo như suy đoán đi, suy đoán liền ha, thì bên nào sáng, bên nào tắt? Hay là nó cùng sáng hết, hay là nó cùng tắt hết? Mọi người đoán thử nha. Đây là đó song song, đây là đó nối tiếp. Giờ Phương bật bên song song trước cho mọi người coi. Vẫn sáng. Cái này là đó song song, vẫn sáng hay không? Thì đây nè, Phương đang tháo là cái này nè. Đây, Phương đang tháo cái thằng này. Thì có nghĩa là cái mạch điện chúng ta là nó đang đấu như thế này. Thì Phương tháo thằng này. Tháo thằng này đúng không? Phương tháo, Phương bỏ thằng này. Nó vẫn còn điện, nó đi qua đây được. Nó đi qua đây được. Nên là nó vẫn sáng. Sau khi tấn ra gắn vô thì nó sáng như bình thường. Đúng rồi. Đó. Còn bên này thì chúng ta không cần cũng được. Đó. Tháo tiếp cái nữa cũng được. Đây. Đó. Chúng ta tháo đi thì cũng không ảnh hưởng gì hết. Ha. Dặn vô thì sáng, tháo thì tắt. Thôi. Nó không có liền mạch, nó không có ảnh hưởng cái mạch điện chúng ta khi chúng ta muốn cho nó sáng tắt một bóng nào đó. Lỡ như cái bóng này nó hư, với cái mạch điện này ha, lỡ như bóng này hư thì mặc nhiên là hang này coi chừng đuôi ha, thử tháo ra đuôi ha. Đây, thằng này thì ok, muốn làm gì làm. Rồi, về cơ bản là đã xong cái Phương giới thiệu về những cái cách đấu nối và cũng như là cái mạch hai cái con dụng của cái mạch đèn này, nói sơ sơ bộ cho mọi người
tham khảo thử ha, ai phù hợp với loại nào thì thích làm sao thì xài cái đó. Thì Phu cũng đã test hết rồi, thì như thế nào bật sáng như thế nào thì có luôn rồi. Về cái clip đó nói thì Vương cũng đã giới thiệu qua được cũng được hai clip, mỗi người mỗi cái đây là một clip rồi. Thì về cái này thì Vương cũng đã gói gọn chung lại cho mọi người xem thôi, để cho mọi người thấy được là nó khi chúng ta đấu như thế này thì nó bị hạn chế cái gì và nó được cái gì. Thì đó là cái của Vương muốn nói trong các vấn đề về cái cách đấu nối đèn như thế này, thì để cho mọi người hiểu được ha. Rồi, video chia sẻ về cách đấu nối từ hai cái bóng đèn trở đi thì đến đây cũng đã kết thúc. Hy vọng sẽ hỗ trợ được cho mọi người về trong các gia đình để mà muốn đấu nối sao cho tiện thì mọi người làm nha. Nếu mọi người cảm thấy thích thì mọi người hãy ủng hộ Phương một lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh Phương nha. Rồi, bye bye, tạm biệt mọi người.